Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Trung Nguyên TV. Đây, không cần giới thiệu thì các bạn cũng đã nhìn thấy rồi đúng không? Đấy, nhân cái đại tiện là mình vừa đạt 1.000 anh em xong ấy, thì mình vừa tối qua mình đã làm một con mực nướng khổng lồ 5 cân xong. Thì hôm nay mình sẽ quay con cá này để các bạn nhìn, quay luôn đấy, cho các bạn nhìn thấy luôn từ đầu video luôn. Nó thuộc dòng Matsuba nhưng mà hàng này kịch độc, siêu kịch độc, siêu kinh điển. Chắc Việt Nam có một con duy nhất thôi các bạn. Trước mình có một con Benigoy màu đỏ nguyên, và cúc trên đầu có một cái tròn đen. Ở cái hình đại diện của YouTube là mình có đấy, nhưng các em đấy mình đã bán rồi, rất là tiếc. Bán không muốn bán đâu. Thì đến em này cũng thế, em này đã về nhà mình phải hơn tháng, gần một tháng rồi, định không bán đâu. Nhưng mà những dân cái đại tiện này thì mình sẽ quay cho các bạn xem luôn, cũng không muốn bán đâu, vì cũng là dân chơi coi, đam mê coi, nên là tìm được những em hàng độc duy nhất kiểu Việt Nam có một con như thế này ấy, thì nó là một cái mìa thực sự là không muốn bán tí nào. Nên là, nhưng mà đây là quay lên để cho các bạn xem nhá. Còn đấy, ai thực sự mà yêu thích nó thì hãy inbox sang cho mình, sang Facebook cho mình hoặc là Zalo thì mình sẽ báo giá cho em nào. Đấy, đảm bảo luôn là chắc là Việt Nam duy nhất có một con mất. Mình bán cá bao nhiêu năm rồi, mình cũng đấy, lần đầu tiên trước có một con người đỏ đầu đen, giờ có Matsuba đầu đen nữa. Đầu đen rất cân đối nha các bạn nhé, rất là cân đối, rất là đẹp, đen xì. Size em này size nó rơi vào khoảng 32 gì đấy, tóm lại nó cũng phải 30/30. Đấy, quay cho bạn ngắm cho đá, thì hàng này hàng siêu kinh điển rồi. Đầu đỏ nó là bình thường, đầu đen nó mới là hàng hiếm. Con nghĩ lại là trước mình bán cái con kia cũng tiếc. Đấy, các bạn nào muốn xem đấy là xem cái ảnh hình đại diện của kênh YouTube của mình ấy, chính là nó luôn đấy. Còn đấy cũng là duy nhất trong đời bán cá mình đã từng gặp, và đây là lần thứ hai là con này. Bây giờ chơi coi cái xu hướng chơi là sẽ tìm những hàng là kịch độc, hàng duy nhất thì mình chỉ có mình mới có thôi, còn người khác không có. Chứ còn chơi hàng mà ai cũng có thì nó là bình thường rồi các bạn. Nên là bản thân mình là người bán cá, nhưng mình cũng là từ niềm đam mê chơi cá mà lên, nên mình cũng rất là thích. Rất nhiều người hỏi rồi đấy, nhưng mà mình bảo mình không bán. Nhưng mà cũng chưa từng lần nào mà quay em này lên video cả, thì quay cả hồ thôi. Thì lần này gọi là quay lên nhân cái kỷ niệm mình sẽ đã đạt được 1.000 anh em. Đấy, các bạn ngắm. Bạn nào thực sự yêu thích thì hãy hỏi nhé, chứ nhiều bạn hỏi để tham khảo giá thôi, thì không nên hỏi mình các bạn, vì giá nó cao chứ không phải là rẻ, nhưng mà vẫn là rẻ hơn cá Nhật, chứ không phải đến nỗi đắt như cá Nhật.
Để cá Nhật tìm được những em như thế này là cũng là khó chứ không phải là dễ, hầu như cũng không có. Đây thì hàng F1 thôi mà lại được những em mà nó hàng độc, hàng quý hiếm như thế này nó lại là khác. Đầu đèn rất là cân xứng luôn, không lệch lạc đi đâu cả. Quá là đẹp về luôn. Ok các bạn, quay như vậy là cũng xem khá là dài rồi các bạn. Được, mình kết thúc video ở đây các bạn. Đấy, các bạn hãy thấy video mình hay thì đừng tiếc một like này, bấm chuông thông bấm nút đăng ký và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để ủng hộ kênh của mình nhé, để nhận những video mới nhất mà mình sẽ ra nhé. Anh em kết bạn ủng hộ nhau và giao lưu lẫn nhau thôi các bạn, thì mình sẽ có những con cá nào đẹp, lô cá nào đẹp, cá mới lên thì mình sẽ quay lên cho các bạn xem này, và có những kinh nghiệm về bệnh cá, thuốc chữa bệnh hay là cách chăm sóc nuôi thì mình cũng sẽ post lên để chia sẻ với mọi người, anh em giao lưu lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Đấy, ok, đây rồi, giờ mình kết thúc video đây nhé các bạn, bye bye, chào các bạn và các bạn.